em nhé. Hôm nay mình cùng với hậu mập và hậu Nguyễn Vlog à, mấy anh em trên cái chiếc xuồng nhỏ này mình đi đi đánh câu anh chị em ơi. Đây tụi em đang trên đường mà chạy xuống cái điểm mà mình đánh câu rồi. Đây là câu câu đường anh chị em, câu đường nhưng mà mình quýnh bằng mồi chạy nha, mồi tép sống nha. Tới chỗ đánh câu anh chị em ơi, anh em đang bàn luận cái đường câu mình đánh sao rồi. Mấy anh em đang họp. Đó. Sát vợ bỏ bắt vợ dễ dài lên. Ví dụ. Đánh quấn sao? Đi sao mà nó mày lại căng? Đây. Đây là mồi anh chị em ha. Mồi câu của mình là những cái con tép bạc non anh chị em, còn sống luôn, mình rộng sống vậy nha. Đó, rồi là mình móc sống luôn. Tép đẹp quá. Đây là lưỡi câu của mình anh chị em. Đó, lưỡi câu mẵng nhỏ xíu đó, quê em kêu câu mẵng nha. Dây viền thì cũng có chút xíu luôn. Đó. Đặc biệt cái loại câu này thì mình đánh không có neo, mình chỉ gạch thôi. Nhưng mà 3-4 sải viền lưỡi rồi. 3 sải hả? Đích là cho nó nhẹ vậy, nó cá nó ăn vô cái lưỡi mặc dù nhỏ nhưng mà cá bự vẫn bắt được anh chị em ơi, tại vì nó chạy thoải mái á, nó dính vô đó rồi nó chạy thoải mái mình cũng bắt được cá bự anh chị em ơi, mặc dù là lưỡi câu có chút nè, lưỡi câu câu cá bóng dừa được. Mấy anh em ơi sao đang sạn đó. Mồi quá trời đẹp luôn. Lội tung tăng. Bỏ cái neo đầu anh chị em ơi, ở chính giữa là mình quýnh gạch không ha. Thằng em nó vừa bắt tép rồi nó vừa móc nó vừa giật xuống ha. Tép phóng ra ngoài không?
mình gần hoàn thành cái phần đánh xong rồi anh chị em ha. Đó, nãy anh chị em thấy là một cái thùng, hồi đầu video lúc mà mình đánh á là một thùng, thì đánh cái thùng này là thêm một thùng nữa anh chị em ha. Đó là hai cái thùng câu vậy. Hai thùng câu này có bao nhiêu lưỡi học? 450. 450 câu anh chị em. Mình đánh xong là mình quay lại mình kéo liền luôn nha. Đánh xong là mình quay lại mình kéo liền luôn nha. Bữa nay chắc còn dư mòn nhiều. Xong mình bỏ cái phao xuống có cái đèn chớp làm dấu cái đầu câu anh chị em. Xong thì giờ mình kéo câu thôi, chọn dẹp là mình quay lại mình kéo liền. Hết mồi hết trơn rồi, mồi này hao lắm anh em ạ. Chuyển lên trước mũi rồi mình lấy cận cảnh rồi. Gì? Chưa mới nó còn ngại, mới kéo nó còn ngại chút nữa. Mới đầu tưởng không phê, coi chừng hồi phê không tưởng nha. Nói cái út kìa, út trắng anh chị em ơi. Út đầu tiên nha mấy anh em. Cái út này béo lắm, nó cũng chua thầy. Một đứa nha. Má tao giật được cái nhỏ không à. Dính gì tao nghe chạy đâu nữa. Hả? Dính gì tao nghe chạy trơn. Phê lắm ta. Nấu viền rồi ơi. Chừng chụp vô cá bự.
chụp vô cá bự anh chạy nùi nùi chết luôn nha. Xa lúc mà làm gì nổi tới đây. Xa cự hả? Ừ. Ủa, nãy nó chạy xa lắm mà đâu có nó làm gì hả? Cá mang lên á. Thì làm nó hồi hộp chứ không? Cá còn đây anh. Hồi hộp quá anh em ơi. Cái khổ quay lắm. Cá anh em ơi. Nổi viền hồi nãy giờ nguy hiểm quá. Nói xuống liền chạy dữ quá. Nãy là nghi rồi mà. Nghi rồi nó nổi vậy. Nghi rồi mà nổi viền mà. Ui con lao quá phê anh em ơi. Trời ơi cái lưỡi câu có chút cái dính cá à. Cái kem đâu rồi? Trò mẹ đâu hả? Cái kem nó kẹp đó mà. Cái kem nó được dính nó nhắc nè. Quá đã hồi con cá mập lù luôn. Cái kem nãy nó bỏ làm sao không rồi đó. Này chừng mấy ký ta? 5 ký. Cũng 5 ký anh em ơi. Về quá trớn. Nè anh em coi nè, nó ăn cái lưỡi câu của anh Chiết nè. Lưỡi câu nhỏ chút nha. Đó, lỗ răng á. Lưỡi câu anh Chiết. Trời ơi, lưỡi câu hư lưỡi câu tôi rồi. Mình xả xuống nha anh em. Quá đã. Nổi viền nghi lắm. Nổi viền quá xa. Ui, sướng rồi, sướng rồi, sướng rồi. Cá bự nằm đây mà đi đâu. Ba con nữa rồi. Thôi đó anh em ơi. Gì vậy? Tới gạch, chưa tới hả? Đầu câu không dính cá út cái gì mày rầy tao bây giờ dính cá ông lao cho mày ru không? Đang vui à chứ đâu yêu. Nổi viền cái nữa rồi. Dính cái gì vậy đây cá một tọt dữ vậy. Đó, cứ nãy dính câu cái dính câu lào à thầy nhớ không? Câu này giống nãy luôn à. Nhớ không? Đó. Liên tục bụng nó để tao. Để gõ đây đi. Vậy chuẩn bị câu lào nữa nè. Má liên tục bụng cá đang nằm đó. Trời ơi, quá mập. Cái này á. Mập vào mày không? Chị má. Gì vậy?
Trời ơi, quậy ghê không? Nấu viên nữa cái anh em ơi. Nó còn mồi nữa đó. Ôi, thứ này hấp cơm nha. Cái này 100 ngàn ký nha mọi người. Thường thường nó vô chỗ cá bự là cá bự vậy không? Mày ước chuyện con ký chi học? Cốc này bự quá. Nào đâu phải ốc trắng. Chứ gì? Ốc trắng không? Tóm gì vậy? Em gây thì gỡ cho làm cái gì á. Tương lai mà còn dài. Nấu viền cái nữa đi. Đá nữa à mọi người. Ôi cái nghe. Wow. Đi. Con này tới nách nè anh em. Cái giống này nè, cái giống đó là giống nhất tới nách đó. Thử ơi. Thôi. Nãy nghe em múc cái vô nghe em mông lao liền, nãy giờ 3-4 em múc rồi chưa vô em mông lao nè nữa đừng à. Ôi ngát nữa rồi, vô rồi. Im rồi. Quên nãy giờ quên 3 ký rồi 2 ký gì má nổi gì nữa quay đây quẹo chưa hả quẹo gì mới quẹo phao cái sọt quẹo gì đang ra ra nãy đâu bóng cạnh đâu nãy bỏ lúc trước không có đâu bỏ đây chị hậu chị sắp lửa ngoài hậu ê ngát nữa nghe nha anh em. Ủa. Gì vậy ta? Má nó vắng quá thì sợ chứ gì. Chín cá sao mày không la vậy được học? Hả? Chín cá sao mày không la vậy được? Dính cá bự người ta la bự, dính cá nhỏ người ta cũng la nhỏ chứ. Thấy khỏi lắm ơi. Nút lúc mà gặp mồi sống nó mê. Tới lấy mũi này coi. Chín cá thôi gì đâu máy chạy cái chút gì. Gì dùng xẻo à. Rồi nhớt cá.
làm nó hồi hộp không? Ai vậy? Nãy giờ nó không dính nữa, quýnh nó nhiều đó, nó dính con nghỉ được rồi. Gì còn mồi nhiều với ta, dính cá nữa á. Chạy đi lên cái đầu trên ngay chỗ hồi nãy mình bỏ cái phao đèn chớp đó, mình kéo trở xuống anh em à. Đầu câu kém kém con như nãy rồi. Đó, đầu câu hồi nãy cũng vô gấu cái lụm con lao liền à. Mày nhớ không? Nó kéo lên cục gạch cà lạng nó nói cá gạch. Kéo lên cục gạch chửi rố. Thank you.
không gì? Móc ngoài, không ăn cái miệng. Móc ngoài chứ không ăn nha. Lưỡi câu nhạy quá mà. Giờ lên Mông Lao nữa cái hực nữa ha. La dính cá rồi buông dây luôn. Đuối. Kéo gió xuôi nó muốn nực luôn em. Gì á? Ủa các bạn bự. Các bạn mập. Nãy giờ trong chờ con lao. Dính tàn cái ốc với các bạn không? Nhau mồi như nghèo vậy? Hả? Nhau mồi như nghèo vậy? À, hàng này lớn mà không gần nữa. Nó cốt à. Cái phèn nó nấu quá bị tôm mà. Mẹ vợ đi nghe, không đủ ăn á. Em vợ đủ không? Em vợ gái đủ. Làm nó hồi hộp không? Con ngán nhỏ qua chơi. Ở con ngán không? Má tôi gặm mò. Chắc ăn quay được chưa? Rồi cá lên, cá lên. Được. Cái gì vậy? Ngán thiệt thằng hai mày. Cá ngán nghe nè. Cá ngán vừa nghe. Làm nó nổ gì vậy anh chút. Cơm này thôi ăn thầy luôn. Béo cái giả mang rợ. Giả mang rợ là gì? Chị Hậu nguy hiểm quá Hậu ơi. Ôi. Cá. Hồi hộp quá anh em ơi. Ui nó chạy. Nó chạy xả xuống rồi. Gắn bóng quay đi không? Rồi, đừng tới nữa. Rồi. Ui.
Tới quầy ơi. Cá cỡ cái nãy nha anh em. Chờ biết cỡ cá nãy. Chạy quá. Cá nãy coi vậy chứ đâu chạy bằng con này chạy hơi. Lấy mũi lại coi. Hơi dữ hơn á. Ôi hồi hộp quá. Cắt bỏ mấy lưỡi câu hết anh em ơi. Chưa. Còn mạnh lắm. Có chừng cắt lộn hậu. Hồi hộp quá. Tỉnh anh em ơi. Bình tĩnh mà rung. Nó vô nó gặp không ghe luôn. Ôi trời ơi. Vô mất rồi. Combo anh em ơi. Combo nguyên bộ combo anh em ơi. Ôi. Trời ơi bắt cá hồi hộp. Thật sự rồi. Xoay mặt ra. Chữ vô mắt mặt. Chữ như xe đụng ông ơi. Trời ơi nó câu này nghe anh em. Rõ ràng nghe anh em. Đâu rồi cho tao coi lưỡi câu với ai. Đây nè. Ừ. Thấy không? Lưỡi nhớt câu. Nè, nhớt nguyên đường dây không? Lưỡi câu đó 1 triệu mấy nhiều. Chạy mấy quá rồi lưỡi câu nè. Ôi một cặp ai vui ai vui ai. Quá sáng vậy em. Để vô cho có chị của em ơi. Ôi. Hai em. Em nữa đâu. Nãy tao nói giá câu này 5 triệu mà tao nói hồi lúc chạy xuống không lẽ nay bính giác này 5 triệu ta. Con nó dám 5 triệu á. Chưa đâu. Con 7 kg nữa hả? Hai con chắc 5 triệu, hai con y vậy á. Bay mà vô quay mà. Vô quay. Thường thường dính cái bầy nãy giờ dính nữa được rồi đó. Phải không? Chứ để hồi hết câu sao dính. Cái Úc, cái lăng anh em ơi. Cái lăng hả? Lăng Úc. Lăng hả? Cái lăng. Giống cái Úc kìa. Màu nó khác. Rồi. Chị nổ phê lên nữa gì vậy? Câu rồi để con nữa cho ấm áp cái nhỏ cái chút nữa đi. Khuya nãy giờ gió bớt lạnh nè anh em ơi. Úc móc ngoài bà con. Ờ chút móc vô. Thì nó móc ngay gần mắt nè. Móc ngay mắt, không lại nó giỡn mồi. Chút cái móc vô cái giò. Từ đi quấn dịch ăn hết à. Anh em ơi.
nãy nghe giật á. Nãy giật quán hồng buông hả? Cho anh em coi lại cái lưới câu. Lưới câu này tụi em móc mồi câu cống vừa được mà anh chị em ha. Xíu xíu vậy. Nhìn cá 700kg, 90kg cũng bắt được luôn. Cái loại câu này nó câu này nó mới phát triển sau này anh chị em. Lúc tụi em đi câu đường thì cái giềng nó bự, cái lưỡi nó bự. Dài đó không? Quýnh thì có neo, còn cái loại này là mình quýnh bằng gạch nhỏ nhỏ vậy không nè, thành ra là cá nó, ơi. Nó dễ dính. Ơi, cá đâu vậy hả? Hết câu anh em ơi. Vậy là đêm nay mình thu hoạch được hai em Hugo. Rồi kết thúc được câu đêm có anh em mình mọi người. Đây thành quả của mấy anh em đây. Ở nhà mình có cân ta? Có chứ. Rồi đem lên cân thử hai cá này nhiêu ký. Cá này chắc rồi cái rồi. Cặp bến rồi anh em ơi. Giờ mình đem hai Hugo này lên mình thử nó bờ như cái lô nè anh em. Cá lên xuống hậu, lên lên hậu. Rồi mấy cái ốc chết ủng ha. Cũng mà diễn mà đặt nó hết để cá ông lao quần quá. Nước không? Gãy má ơi. Mạnh ghê ha, hai cá này mới dính nó mạnh ghê, còn mạnh ghê về tới đây mà còn dễ hồng mầm. Rồi, hai cá 10kg ngoài. 10kg ngoài. 10kg tròn đó, ở đó. Thấy lên tập báo nữa không? Cần thử rồi bậy. Mấy con này mình quýnh hôm qua gì tới thiệt. Có ốc sống nè. Vô cắn nè. Nặng lắm chết vô. Hai con này em chục ký. Em em ký lên không? Ăn xuống. Mày nói ăn lên ăn xuống không? Nãy mày nói 9 ký mà. Vậy con nói lại được không? Được. Mày nói lại đi. Nói 10 ký. 10 ký ăn lên hay 10 ký ăn xuống? Lên xuống hoài. Vậy mới có ăn thua chứ. Mới 9 giờ lên có 10 chứ hả? Đổi mà. Chưa tắt. Đổi kèo mà. Chỉnh để ông chỉnh lại coi. Không kia rồi. Chích mà he không? Gieo, chắc không? Con rửa. Ê, chưa từ hảo hả? Chưa từ hả? Nửa ký rồi. Nhảy xuống đi. Bốn rửa con đầu. Rồi. Có đầu không? Đút vô cái mơi vô cái thùng. Hai con kính ký nãy chịu rồi, không chịu. Mày. Con nó nằm mày nặng hơn. Con nó nằm không, con này nó nặng hơn rồi, chắc rồi nó dài hơn mà. Sáng này có 4 liều phê. Con nó đây. 5 ký. Cái út cũng đậm như vậy. Hai đó. Con này 9 ký mấy. Rồi gãy gãy. Để cái út đó tôi ăn chúng ăn. Ăn bị cốt quá. Con này có 4 ký mốt. Cái gì vậy? Thấy không? Cái con này hư 8 mấy. Hư khác. Rồi.
Thì tụi em kết thúc cái video ở đây anh chị em ơi. Đêm nay thì vậy là hai con là 8 ký mấy? 8 ký 6 thì anh chị em nhân cho 250.000 ký ha. Đó. Thu nhập của tụi em đêm nay cũng êm à. Cũng được, đỡ đỡ. Nói chung là làm vậy là cũng hài lòng rồi. Em ấy 8-9 ký đi, 9 mà 250 ký 1.8 triệu. 9-5-4-4-4-5-5 nữa là 2 triệu 2 mấy. Hai con cá này trị giá 2 triệu mấy anh chị em ha. Đó, anh em đi cũng mấy tiếng đồng hồ. Rồi em kết thúc cái video ở đây nha. Cảm ơn anh chị em đã xem và ủng hộ với kênh Nhân Dân Vlog của em. Hẹn gặp lại anh chị em trong những cái video lần sau nha. Còn thêm số cá nhỏ nhỏ bên này nữa, cá ngát chứ cá út hồi nãy là mình không có tính anh em ơi.